Cảm ơn cô Jimmy. Jimmy. Cô Jimmy. Cô Jimmy cho tiền con mua bánh. Cô nhiều sức khỏe. Sức khỏe. Con cảm ơn mấy chú đây. Cảm ơn mấy chú. Viên cái đi, làm viên cái. Ủa sao mất cây gan rồi? Mất tiêu cây gan rồi. Trời dễ thương. Sao ăn phải không? Nhìn chú cái đi. Dù vừa lắm mới vào để quay được một đoạn ra nhà. Okay. Để làm xấu cho chú coi coi. Trời ơi. Gì? Làm xấu cái kháng này. Làm xấu. Ôi. Số 1 luôn, đẹp gái. Tại vì cái sự này là lừa đảo thôi, phải không? Nói chung đi, chứ người nào mà đàng hoàng là không bao giờ. Phải không? Thất đức lắm. Đúng rồi, chúng nói rất là đúng luôn. Tôi cũng ăn ủi nó hoài, nó đầu tự dặn nhảy xong nè, hồi có chữa. Tôi cũng chửi nó lắm, tôi nói cho mày để vậy rồi sao mày nuôi con mày nổi. Nó nói chế em bị gạt thôi, chế đừng chửi nữa. Cái hôm đó là tự tử chết rồi. Tự tử rồi nhảy xong đó. Dạ. Chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì anh em của tụi em có đến thăm một cái hoàn cảnh theo một cái lời giới thiệu của một người anh. Thì anh mới đây nè cả nhà. Thì cũng mới vừa gặp anh luôn. Em chào anh nha. Bác là Mạnh Trường Vinh. Dạ. Em tên là Năm Mới. À, Năm Mới hả? Dạ, Năm Mới. Nghe cái tên là thấy vui ha. Vui rồi ha, nghe cái tên là vui rồi. Thì hôm nay thì theo cái lời chia sẻ của anh thì anh nhờ tụi em đến đây để kết nối cũng như là chia sẻ một cái hoàn cảnh của một người chị. Hiện tại đang sinh sống với một bé gái là 4 tuổi ha anh hả? Dạ. Hoàn cảnh là như thế nào anh mới có thể chia sẻ cho em cũng như là quý khán giả được biết không anh? Em cũng ở xóm Ghiền này, em cũng đi qua lại để mua phế liệu thường xuyên á. Dạ. Em thấy hai mẹ con ngồi cửa nhầm khi thấy người ta đi ngang, người ta cũng cho gạo nhầm khi cho bánh đồ cho đứa bé nó ăn đó. Dạ. Thấy cái hoàn cảnh cũng khổ quá, tội nghiệp. Em nhờ mấy anh trên YouTube lại xuống giúp đỡ cho chị được có chút tiền để nuôi cho bé nhỏ đó. Nghe nói là chị bị có tật hả anh hả? Dạ, có tật từ rồi. Mới đẻ ra là có tật rồi. Dạ. Rồi có điện thoại đó, quay chat gì trên mạng đó. Dạ. Rồi bị người ta gạt rồi có bầu rồi. Ủa gì hả? Dạ. Rồi ông kia cũng bỏ rồi, sanh rồi với mấy chị rồi gặp bên chở đi sanh giùm đó. Ủa là bao lâu rồi anh? Khoảng 4 năm mấy. Như bé gái đó giờ là 4 tuổi. Dạ, đứa bé gái giờ 4 tuổi. Thì lúc mà chị tật nguyền thì cũng có liên hệ qua điện thoại này kia thì có một người đàn ông. Dạ. Dụ dỗ cũng như là vừa có bầu xong là bỏ luôn. Dạ. Trời đất ơi. Rồi thấy về mà ở nè rồi có mấy chị nè, thấy bả què quặt vậy đó rồi mấy chị lại cho gạo cho này rồi tới sanh rồi cũng xóm Ghiền rồi giúp đỡ cho đi sanh vậy đó. Bây giờ bé gái được 4 tuổi rồi. 4 tuổi. Dạ. Vậy là cha cũng đi luôn từ đó là không có quay về lần nào hết. Theo như em biết là em không thấy mặt cha nó luôn. Trời ơi. Dạ. Em ở xóm khúc dưới mà em cũng không biết mặt cha nó sao luôn. Cũng là lý do là lên mạng là gặp với nhau hả anh? Dạ. Cái lúc trước thì em cũng biết nó chắc lên mạng vậy đó. Dạ. Rồi quen rồi tới lúc có bầu em mới biết. Rồi thấy khổ vì em đi ngang lại đó. Rồi thấy giờ là bé đã được 4 tuổi rồi thấy cũng mừng. Rồi thấy còn cảnh cũng khổ mình đi. Em đi ngang mua cái liệu. Rồi thấy ăn cơm mới được hai con cá lồng tông vậy đó cũng có quẹt rồi. Mấy con cá lồng tông thì cho con ăn. Còn mà có quẹt thì mẹ ăn thấy cảnh khổ quá. Cái nỗi quên hò thấy cũng tội nghiệp nha. Dạ, dạ. Chị thì bị tập quyền cũng không có làm gì ra tiền hết. Dạ, không có đi đâu làm. Từ khi mà có bầu bé tới giờ. Dạ. Dạ. Chị là bị khuyết tật đôi chân hả anh? Dạ. Là không đi đứng được. Đó dạ, đi đi lết không chứ không có đi. Lết ở dưới đất. Dạ, lết. Mà đi thì mình để cái tó mình đi được. Dạ. Sao mà người đàn ông nào mà nở mà dụ chị như vậy trời. Bị rồi bỏ nữa chứ. Theo như em biết em không thấy mặt người cha của bé My luôn. Đứa bé thấy dễ thương quá mà. Dạ. Nó cực kỳ dễ thương, nó lanh lắm, nó thương mẹ nó lắm, nó hiếu lắm. Nó ăn gì cái đem lại cho mẹ nó ăn trước luôn. Người đàn ông này cũng tàn nhẫn quá ha anh ha. Dạ.
theo em biết nếu mà em gặp chứ không biết sao thấy ăn ở con ta mình bỏ gì tội người đàn ông mình dạ. Mình lao là mình phải chịu dạ làm phải chịu để người ta khổ cả đời như vậy rồi nuôi con nhỏ mà không khi tật nguyền như vậy nữa thì mình trong khi mà chị lết đi mà lết dưới đất đi giặt đồ xuống sao giặt là thấy mà bỏ thế tội nghiệp dạ rồi cái bắt đầu cái lu nước cao đó cái bắt cái tó lên cái múc nước vô do gạo cái lu phi cái phi tội lắm thấy tội nhưng mà tại sao không cho chị một cái hạnh phúc nào đó mà để có bầu rồi bỏ đi rồi chị tật nguyền nuôi đứa nhỏ như vậy cho nên anh thì cũng là người hàng xóm này kia đi ngang thì thấy thôi nhưng mà con ngoài thấy tội quá anh cũng có tụi em kết nối với khán giả với Mạnh Thường Quân ha để giúp gia đình phần nào để có tiền nuôi con thôi chứ cũng không có cần gì mà cao sang hay là nhiều gì ha. Giờ em mời anh đi vào ha, đi vào bên trong để gặp gia đình mới ha. Dạ của chị ha. Anh dẫn em vô ha. Nói là căn nhà tình thương ha, nói hả? Sư cô xin tiền cho. Dạ, ở đây cũng có mấy cô sớm ở đây. Đi vô chích trong được không chị? Ui. Vậy con. Sao la như vậy? Chị đi vậy đó hả? Chị đâu có đi được. Chị chung chị đi đó hả? Không có bà. Bà không có đi được, nhưng mình đi là phải dùng tó đi á. Rồi, rồi ngồi đi chú hỏi thăm chút xíu, ngồi xuống. Con cũng ngồi xuống luôn. Con thích đứng cơ. Trời ơi. Bé 4 tuổi đó hả chị? Xích lại mẹ kìa thôi. Xích lại mẹ đi đó. Chế đây điện thoại lại đó. Đi lại mẹ này đi My. Rồi cảm ơn anh mới nha, để em hỏi thăm chị chút xíu. Dạ cảm ơn anh. Ở đây nè My. Cô chị mà quay qua đây. Ừ không gắn con đâu. Nhà con nước tới nha. Ôi ôi. Con ngồi đó đi, con ngồi đây đi. Con ngồi đây mẹ xuống đây ngồi xuống đây ngồi. Điện thoại của ai vậy? Con mượn điện thoại của ai đó? Điện thoại của chị. Mượn điện thoại của chị coi đó hả? Rồi vô đây đó. Đừng gắn con nha, con là con nít đó. Bé cũng còn nhỏ, nãy giờ cũng kêu coi điện thoại để em tiếp xúc với chuyện mà bé cũng rất là nhát người lạ. Ừ, bé vô đây ngồi. Con vô ngồi nè, ngồi chơi với em thôi. Rồi cho bé đừng quậy. Đây là chị gái của bé được cả nhà. Chị gái hàng xóm thôi, chứ cũng không có bà con gì hết á. Hàng xóm. Ngồi đó, ngồi dưới đó luôn đi. Chị cho em hỏi chị tên gì? Đây là Sẩm. Chị Sẩm. Hôm nay chị nhiêu tuổi rồi chị Sẩm? 49 tuổi. Thì hôm nay em được một cái lời giới thiệu á, cũng như anh em đây là anh mới giới thiệu đến là chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của mình. Không biết thì hiện tại bây giờ thì cuộc sống của mình cũng như là đang gặp khó khăn gì vậy chị? Đúng lắm, nuôi con này kia đấy quá. Con giờ thì nuôi con nhỏ vậy đó, không có làm được gì gì á. Sống nhà cái nhà tiền tình thương của nhà nước. Dạ. Bây giờ là mình không có làm gì hết, ra tiền hết. Em thấy chị trưng tập nguyện như này giờ mấy năm nay, từ khi mà gặp ba của bé như là bị bỏ như vậy thì không có đi làm gì hết luôn. Được không? Rồi, tiền đâu hàng tháng mình sinh sống. Thì đó, tiền trả cấp nhà nước cho 500 tư đó. Rồi tiền ta cho gạo ăn hàng ngày đó. Có tiền mua cá 500 tư đó, thì đánh mua cá mua đồ ăn ngày 5.000, 10.000 á, có ngày ngàn qua 5.000 mà ăn tới 2-3 ngàn. Ờ, cá lông tông á, 100 gram, 300 gram có 10.000 á. Cái thời điểm mà chị lúc mà bị đuôi nhỏ, rất là nhiều khó khăn chứ. Dạ, khổ quá. Tự dặn chết luôn á, chị chết sao sắp, sao nuôi con. Nhà nhà mà sớm làng tao thiên ăn ngủ rồi này kia rồi, gán nuôi con. Chị ngồi quay. Cái lúc mà chị mang bầu là chị muốn tự dặn hả? Tự dặn chết rồi, sao sắp. Đau khổ. Rồi cái lúc đó là cái anh đó là ảnh có ở đây không chị? Không, ở chỗ nào vậy hả? Sao chị quen được ảnh? Thì lên mà quen đó, nó đi mặn đó rồi quen, mình quen mình cũng không hỏi luôn, mình có tắt cái miệng mà. Dạ. Mình tính ta tình là thương mình thiệt, ai ngờ đâu. Có bầu rồi bỏ rồi thôi, rồi thấy khổ quá. Rồi nó đi bỏ, muốn đi tự dặn chết luôn. Rồi. Chứ sao nuôi con hỏi đây? Ngày sớm làng ta hủi này kia rồi. Thấy gì không gì đâu mà tệ bạc dữ. Mình không có cha mẹ chị không có ở chung. Cha mẹ chết rất lâu rồi. Dạ, cha mẹ chết rất lâu. Con mình sống trong cái căn nhà tình thương này chị ha. Dạ. Dạ,
chị thì bị tật cả nhà, thì không có đi đứng được bình thường, thì chỉ bò lết như vậy thôi, thì không có công việc nào thích hợp cho chị làm hết, nên là chị đành phải ở nhà như vậy, cũng như là hàng xóm cho gì thì ăn cái thấy. Thật sự thì chị rất là khó khăn luôn. Mình khi mà ba cô bé lúc mà chị quen đó, quen lâu không chị ạ? Mình quen lâu không? Vài tháng. Vài tháng, rồi cũng về sống chung luôn, hai dòng sống chung. Dạ. Không cưới hỏi gì hết. Khi mà chị bị như vậy thì ảnh thì ảnh nó bình thường hả chị hả? Bình thường. Về đây thì sống là biết chị có con, có mang bầu bé thì lại bỏ đi. Trời ơi. Lúc đó là chị muốn đi là cũng như kết thúc cuộc đời luôn. Yeah. Rồi cũng nhờ là hàng xóm này kia khuyên ngăn thì chị cũng giữ lại bé như là nuôi tới bây giờ. Chắc là gặp rất là nhiều khó khăn trong cái thời gian đó. Khổ lắm mấy anh. Khổ gì chạy lắm. Trước đó là chị làm cái gì? Trước đó thì cũng cái gì, nướng chú nướng đồ ngồi trước cửa bán á. Rồi trước đó rồi bây giờ ế quá không ăn á. Dạ. Khổ, không có ai ăn hết trơn, người ta đi thành phố hết trơn, sao còn ai nữa. Khổ rồi mà còn gặp phải khổ người đàn ông vậy. Bởi vì khổ là càng thêm khổ. Cái có một mình thôi, đôi khi mà buồn hay là có cái gì đó bế tắc thì chuyện thường chỉ tâm sự với ai. Tâm sự với ai vậy, rồi chị cũng tâm sự với ai vậy. Có mình, buồn mình. Chịu. Trong cái giai đoạn đó thì cũng người này nói người kia nói ra nói vô cũng bởi những cái nếu mà chị mà không cứng rắn thì hiện tại là chắc tôi nghe xong chị suy nghĩ, chị suy nghĩ cái điều mà cũng như là tự giận mà lúc đó trong bụng là mấy tháng chị phát triển cho ba cũng khác ba cũng tháng mà thế nhưng mà chị suy nghĩ vậy chắc tội nghiệp cho đứa trẻ. Cái thời điểm chị quen cái người anh đó đó như là chị em dòng họ của mình có ai biết không chị? Đi xa chứ anh em đi xa, chị em đi xa. Chị ở nhà có mình anh thôi. Dạ. Là trước đó chị ở trong căn nhà mà tiền chế này mới được cho hay là ở đâu? Ở đó, ở nhà nhỏ á, nhà trái, nhà trái sập lên sập xuống á. Dạ. Rồi phía sau này bà cô bà thấy khổ quá, bà mới đi xin nó phải sư phụ á. Dạ. Bà mới xin bà được cái sườn nè, ngồi xuống nè, ta cho tôi để rồi đó lọt lên làm lên. Mình biết đó. Nhau chào tình cảm mấy tháng trời gì mà ở lần nào có bầu rồi bỏ quê chị luôn. Khi đó một trái gái rất là kháo khỉnh luôn cả nhà, rất là dễ thương. Ở lần nào bỏ đi không có ngó ngàng cũng như không liên lạc gì luôn á chị hả? Mình đi cái là cái nghe đi luôn không có liên lạc thì hỏi thăm chị vậy chứ. Đâu có sạc điện thoại đâu. Dạ. Yeah. Nhỏ bé nó mê làm đi mượn như vậy đó. Sớm lại chơi một chút vậy đó rồi mượn cho nó coi một chút vậy đó. Cái gì là chị không có điện thoại không? Dạ. Gái của chị năm nay cũng đã 4 tuổi, bé rất là ngoan. Hiện tại thì bé hơi nhát thì ít tiếp xúc với người ngoài. Thì hôm nay tụi em đến đây thì bé rất là nhát luôn. Con tên gì nè? Con tên gì? Nhờ con đang bệnh. Con tên My đúng không? Gì? Bé bệnh hả chị? Nó đang bận, nó chị. Đang bận hả? Cái gì? Đang sửa xe hả? Con đang sửa xe đầu chơi của con. Hồi nãy chú mấy chú lại không thấy con ở nhà, con đi đâu vậy? Hồi nãy con mới đi chơi về chú bình đó. Ồ, mới đi chơi về. Con không sợ người lạ sao con đi ra lộ vậy? Nhưng mà con ở nhà chú bình con chó nhỏ rồi, con sợ chó nhỏ rồi. Sợ chó hả? Sợ chó nhỏ hả? Cái nhỏ không có giờ ăn cắn con mà mẹ nè. Ồ, vậy đó hả? Con có thương mẹ con không? Thương nhiều hơn xưa. Thương nhiều không? Thương nhiều hơn xưa. Thương mẹ con gái. Ôi, nó mỏ kìa. Thương mẹ con gái đi. Cái dễ thương dễ sợ. Thương mẹ mà không hôn mẹ không được nha. Thương mẹ mà không hôn mẹ. Ê, đừng có mẹ miếng này. Từ ngày mà cha cô bé bỏ đi á chị, có gặp bé lần nào không? Không biết là không nhắc à. Nói sớm ta nói cho đây, đây. Ta chỉ nói nó cha thì bỏ này, không có cha. Yeah. Nó nói không có cha, có mẹ thôi. Bây giờ ngoài cái đồng tiền của nhà nước hỗ trợ tháng
trường có 500 mấy hả chị? 504. À 500 mấy. Với bà con về cho gạo cho đồ. Mình có đủ chi tiêu hàng ngày trong nhà không? Gói ghém. Gói ghém chứ đâu có đủ đâu, có 504 đủ đâu. Ngoài cái chân của chị đó, chị có bệnh hay có gì không? Lên máu. Ừ, chị lên máu. Chị thấy có 504 rồi ăn uống này kia, chút. Đâu đủ đâu, này kia cho con. Dạ. Nếu mà nó bình thường 500 mấy á, thì nếu tiền nói về tiền sữa ăn uống cho con gái của chị thôi, em nghĩ chắc cũng đủ đâu. Làm gì có sữa đâu hả? Dạ. Không có tiền đâu mua sữa. Mỗi là lúc đó là chị mua cho bé ăn cơm. Để cho bú sữa mẹ thôi. Nó lớn lên ăn cơm anh. Giờ là nghỉ uống sữa hả chị? Không có nghỉ đâu. Chẳng khi cô bác mà cho nó thì nó uống. Dạ. Thấy mẹ đẹp chẳng hả? Thôi con lại đó ngồi đi. Lại họ đi rồi chú quay vậy đó. Lại đây chú quay cho con. Con đứa con dễ thương quá. Mà con gái ngoan nè. Lớn lên rồi chăm sóc mẹ. Giỏi nè, để nuôi mốt nuôi mẹ con nha. Thì hồi đó đôi chân của mình là từ hồi nhỏ mình ra là trong bụng mẹ đẻ ra là mình không có đi được luôn. Ờ đúng rồi, đó giờ đâu đi đâu được đó. Nói sao chị, em thấy cũng mấy mà mềm xèo hả, không có đi được. Mềm xèo đâu có đi được gì đâu. À. Ủa rồi mình xài nước là nước nước cây hay là nước sông á, nước sông á. Ủa mình xài nước sông luôn hả? À, tới sau này có nhà nước thấy mấy năm rồi nó đóng cái nước thì nó không cho. Kéo qua. Dạ. Rồi điện này là mình câu nhà nước cho đó. Nhà nước cho. Vô. Dạ. Đóng tiền điện hàng tháng. Nhà nước vẫn kéo điện cho nhưng mà mình phải đóng tiền. Con qua đây ngồi đi rồi chú lát chú mua kẹo cho con ăn ha. Vậy. Hay là con muốn đi về nhà với chú? Không, mình lại ngồi ghế mẹ. Ngồi ghế mẹ đi, ngồi ghế mẹ đi con. Ngồi ghế mẹ đi, chắc kêu quá. Con về con ngồi ghế mẹ đi, coi là chú ta đó, chú tính đó. Ghế mẹ nè con. Lại là đi dặn. Con đi lại đây nè. Quay con anh mà nhét, rất là nhét luôn. Từ ngày con ở cái nhà con có làm gì tiếp mẹ không? Mẹ có không nè? Chị Kim cũng làm đó. Con còn nhỏ thôi. Giặt đồ rồi nó đi chơi. Biết thì chơi đồ luôn hả? Giỏi gì ta? Nào xuống nhà con. Dạ con. Từ khi mà sanh bé ra là chị khó khăn nhất của chị là gì chị? Cái khó khăn nhất là em mẹ kẹo chứ. Về nuôi con rồi đó, đủ rồi. Lúc mà sinh sanh ra ai chăm sóc chị? Chăm sóc anh luôn đi. Mổ rồi sáng ngày về nhà. Lo anh gì luôn hả? Lo anh luôn. Con chị đi đứng không được rồi chị bò lết dưới đất không rồi, rồi mổ cái vết mổ đó rồi nó làm mình mà chạy tiếng nó cũng mau lạnh đây tự làm anh luôn. Nâng cầu cái niệm của mình chưa chị ha, trời đẻ trời nuôi dạ. Với nhờ sống nạn á thật lại với ta mẹ kia mình không biết người ta chỉ làm bà con ở đây cũng rất là tốt, cũng như thương chị người giúp mình ít đang quan hết.
Chứ có là mình bán trứng hả chị? Có làm gì khác không chị? Không, có làm gì khác. Đây là tình trạng của tụi em rồi chứ. Cái gì nào mà chồng của chị là xem được. Chị cũng nói là không gọi được. Đúng rồi, cái tụi nó mấy cái bọn thật như thế này. Chị cũng nói là chị cũng nói là chị cũng nói là chị cũng nói là rồi chị cứ tưởng là anh thương mình hợp đồng đến với chị, không ngờ thì bây giờ nhỏ đi chị mới hiểu là nó lừa gạt mình thôi. Anh cũng lớn tuổi hơn chị hay là bằng tuổi chị? Gặp mối tình đầu tiên luôn mà lại gian dở hay gì? Thương chị quá vậy? Đó giờ đâu có gì. Dạ. Mình chỉ mình quen gặp lúc là gặp ở đây luôn hả chị? Hay là ở đâu đi làm ở đâu gặp? Ở đi giữ nhà cho bà chị á. Ở đâu? Ở đây là tỉnh mình không? Ừ. Tỉnh nào? Ở Sóc Trăng á. Ở Sóc Trăng. Rồi cái gì bỏ rồi buồn quá. Đi về đây sợ ảnh. À lúc đó đi làm rồi xong rồi gặp ảnh ở đó luôn. Không, đi giữ nhà cho bà chị. À, rồi gặp ảnh ở trong đó luôn hả? Lúc mang bầu chắc chị cũng chịu nhiều tai tiếng không hả chị? Đúng rồi, người này nói người kia nói. Thì sẽ xuống hổ chồng hỏi cha mẹ nó lúc đó ấy rồi tự dặn rồi chết thì hỏi nhá mà chứ cha mẹ gia đình đàng hoàng rồi đó. Cái mẹ đang tính đâu ai gì đâu. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ấy dặn chắc là con chưa hỏi. Chứ sống sao nó nổi đây? Chị như vậy nữa về có bầu biết như thế nào luôn. Đúng rồi. Vậy là lúc mà chị báo tin là có bầu là ảnh trốn đi luôn hả? Trốn đi hay là có nói Thanh nói chị gì không? Nói đi làm đi luôn. À nói đi làm. Nói đi làm rồi đi mất tiêu luôn, không liên lạc gì được hết luôn. Bà Sáu ơi, bà Sáu ơi. Người đàn ông mà có khi bình thường mà lại đối xử với một người phụ nữ có khi là chị độc quyền như thế này lại dụ dỗ rồi bỏ như vậy rất là tội nha. Giờ con gái bị lớn rồi nè, 4 tuổi là bé. Con thấy chị lúc nào cũng nở nụ cười hết, nói chung là chị cũng rất là nhiều cảm xúc. Chị có cảm xúc chứ, nãy giờ em thấy chị gần như muốn khóc rồi đó mà. Tại chị kìm nén lại. Có khi nào chị khóc mình chứ không? Có khi nào mình ôm con mình khóc không? Khó chứ, tội khóc chứ. Tội khóc khóc. Làm gì quên được đúng không chị hả? Giống như nhìn con á, em nghĩ là khi mà chị nhìn con của mình á, chị sẽ nhớ cái người mà lúc trước chung sống với chị rất là nhiều. Rồi bỏ chị như vậy nữa. Có lẽ là không bao giờ chị quên được cả đời mình luôn. Nên là lúc nào khó khăn thì em nghĩ là chị không biết tâm sự cùng với ai hết. Bây giờ giống như cái My là cái động lực, cái này là cái cuộc sống, cái này mang nổi lớn nhất của chị để cho chị tiếp tục cố gắng để cho sống. Nhiều khi mình đau buồn nhất rồi sau này mấy My như vậy đó là một cái động lực của mình nữa. Chị cũng không có lời nào không gửi đến người đó luôn. Không gửi không có lúc con khó tính cái này không còn gì để nói nữa đúng không chị? Với một người mà đối xử với mình như vậy. Nói sau này rồi lỡ gặp lại anh rồi sao thì... Quên luôn ấy, gặp lại quên luôn ấy, lâu quá quên. Dạ. Dạ hàng ngày là mình nấu nướng là ở đâu chị hả? Chị dắt em tham quan căn nhà của chị được không? Tham quan căn nhà của chị đi. Đây là một căn nhà tình thương đó nha. Chị đi đôi chân một căn nhà. Bố hình như là chị cái lưng chị bị gù một bên đó chị. Dạ trước kia để mình gọi tham quan căn nhà của chị ha. À, mình đi đứng vậy đó hả? Trời ơi. Cái này làm sao? Mình ngủ làm sao hả? À. Thì nấu nướng rồi chị, nấu nướng được không? Sao thấy cao quá vậy? À. Đâu gì chị nấu thường chị nấu. Nướng dạ. À.
chị đấy, cái nhà được rồi. À. À, chị nè, đi xách nước thì bò ở ngoài đó rồi. Chị mở rồi, đi múc nước sao chị? Ngoài này có ao hả? Có cái mở cửa được không chị? Mở cho. Rồi được. Rồi được rồi chị. Không. Cũng vất vả luôn. Mẹ nó đi ra cái cục này nữa. Đó, vậy mẹ đổ cho cậu. Dạ. Rồi làm được luôn, đâu gì. Khó ha. Mỗi lần ấy thì hơi khó luôn chị ha. Di chuyển thì cũng khó. Mình vậy là đã khó rồi, cuộc sống đã khó. Đã khó thì đứa con nữa thì... Trong cái thời gian mà vừa rồi em nghĩ là chị gặp rất là nhiều khó khăn. À, để đó rồi mình tắm rửa trong đó chị ha. Dạ. Ừ. Cũng vất vả, với đâu cũng sướng nè. Sướng gì đâu trời. Mà phòng những cái là lúc nào chị cũng lạc quan, tươi cười ha. Chị cũng vui. Chứ buồn bây giờ buồn thì cũng vậy hả? Làm gì đây giờ đây? Em nghĩ là chị, tại chị buồn nhiều quá rồi. Dạ hết buồn nổi rồi. Khổ gì cũng khổ quá trời rồi, không còn khổ nữa. Lúc nhiều mấy năm trời rồi. Ở đó cha mẹ nghèo cũng khổ nữa. Lúc đó cũng khổ nữa hả? Hồi xưa cũng khổ nữa, cha mẹ đi cũng sống vất vả, cũng khổ nữa, cha mẹ cũng nghèo đâu có giàu. Dạ. Cũng khổ rồi, cha mẹ cũng đi mặn, cũng mặn mướn, mặn thê vậy. Dạ. Sống khổ lắm, chứ đâu có phải sướng gì đâu. Hồi xưa giờ là khổ rồi, không có vui sướng này nào. Vì là từ khi mấy chị sinh ra chị đã giống như là nó không được như con người khác á. Đúng rồi. Tới 14 mấy tuổi luôn nó mới gặp con người anh. Tưởng đâu là gặp chút cái chăm sóc á, nhưng mà cuối cùng bởi vì cuộc đời không có trước được thì nhiều người không biết sao nữa. Cái anh nó cũng quá tàn nhẫn. Anh có xem được hình ảnh này chứ anh nghĩ thì anh cũng nói chung là đối xử với một người phụ nữ mà như vậy thì nhẫn tâm luôn nha. Người đau quá tại bạn. Anh ăn cơm gì chị? Cơm sáng mua. Con miếng cá bà xa nó cũng đó, cái này cũng mới cho nè. Đường quần áo cũ á. Bạn mở gần đây hả? Ở chỗ cái miễu nè. Dạ. Hay tới lui chị thăm chị không? Qua đây không? Thì chỉ tới lui đây thì có lợi hoài thôi. Thấy hoàn cảnh gia đình của chị với đứa bé thì khó khăn hay cô ha? Dạ. Ê, xách đồ lại cô. Ê, xách đồ lại. Mới xách hai lần, lần trước thì cho gạo, lần này cho nước mắm. Cô đó đưa lại, lấy cũng đồ ngoài quần dưới quần áo. Là cũng có đó. Ừ. Gia vị trong gia đình. Đồ là nói chung là người ta cho mà, người ta thấy không có gì, món gì xài á. Bây giờ thấy chị gì đâu có làm gì ra tiền đâu. Đâu có làm gì đâu, có chú, mấy chú thấy rõ ràng chứ đâu phải là ấy đâu. Ừ, con còn nhỏ quá. Nhỏ, nó lớp thôi. Uống sữa thì uống được, có rau rau uống được hộp thôi. Rồi giờ nghỉ rồi, ăn cơm. Khi từ khi mà chị gặp một người nào đó thì cũng như bị gạt rồi ra nổi. Đúng rồi. Tại vì cái sự này là lừa đảo thôi, phải không? Nói chung đi, chứ người nào mà đàng hoàng là không bao giờ, phải không? Nghe vậy, thất đức lắm. Ừ, đúng rồi, chúng nói rất là đúng luôn. Tôi cũng ăn ủi nó hoài, nó đòi tự dặn nhảy xong nè, rồi có chữa. Tôi cũng chửi nó lắm, tôi nói cho mày để vậy rồi sao mày nuôi con mày nổi. Nó nói chế em bị gạt thôi, chế đừng chửi nữa. Mình thấy gì cũng tội thôi, mình cũng suy nghĩ thôi, được được lại cho nó được đứa con đi để sau này để cho nó ấy. Rồi đứa nó giảm không, dù đó là nó không có còn này rồi, tới không nữa. Chứ hôm đó là tự tử chết rồi. Ừ, tự tử rồi nhảy xong đó. Dạ. Ừ. Chứ nó suy nghĩ là đường cùng là ai nuôi con nó rồi nó, đứa thằng nó còn không xong nữa. Dạ. Cái đường đó đó, nó nghĩ vậy đó. Dạ. Anh em mới lại khuyên nó. Dạ. Nếu mà có ai có tiền bạc thì cho chút đỉnh thôi, chứ không có cho hoài, phải không? Dạ đúng rồi. Anh em thì ai cũng khó khăn, ai cũng có gia đình thì cho phần nào thôi. Tôi thì cũng khó khăn như lắm, nhưng mà dụ đồ ăn chút chút thì được. Dạ. Có tiền nhiều thì không có. Dạ. Như đồ ăn muốn gì mình nấu vô cho cháu em mình đó, rồi đem qua cho nó ăn. Cái đó vô này hàng xóm ở đây cũng ai có gì cho nấy. Ờ, chúng ta cũng cho lắm ha, hàng xóm này á. Ừ. Thấy như vậy hai hai mẹ con dễ thương quá. Dạ. Ai nó nhát chứ nó làm lắm đó. Nói vô chiều nhịn kia. Dạ. 20. Dạ. Nó có nguyên không?
Cảm ơn cô rất là nhiều ha. Là chia sẻ không biết trong cô. Này nó tên gì. Tới đây thì cũng có lòng cảm ơn giúp đỡ với nó thì kệ đi. Dạ, tụi con đến đây thì cũng kết nối tùy duyên. Hy vọng thì kết nối được. Nó nói là nó quay phim nhỏ này nè. Dạ. Rồi đặng mà nó quay cho mấy ở tại chợ cho người ta biết, còn đây cứ nín thinh hoài đâu có ai biết. Dạ. Thì con nhỏ đó thì nó đi giao lưu nó biết. Dạ. Nó biết đầu luôn. Nó đi tại chợ chỗ này. Nó tại chợ chỗ này chỗ kia. Dạ. Rồi cái mấy bữa đó nó nói bữa nó cho trước thì nợ rồi. Dạ. Cái bữa hai mươi đứa vô. Thì nó nói với tụi tôi vậy đó. Dạ. Thấy một anh con với nhỏ thằng kia. Dạ. Bình thường nha, được kết nối giùm. À, cái nói dùng thôi chứ cái nói thì đâu có ai biết đâu hoàn cảnh của chị đó đây đâu. Kêu nó đăng mạng nó bắt cỡ nó đăng nó hôn chế ơi đăng nó cỡ nó đăng rồi, chị, rồi. Mình xin. Đi lên chị ơi mình đi lên đi chị rồi biết luôn mày mắn rồi có cái kia đỡ mẹ kia đỡ mẹ kia đi mình có đau gì không nhiều không chị đau nhiều không đau hả. Bây giờ tụi em hôm nay thì đến đây thăm, trước mắt là thăm để hỏi thăm về cái khó khăn của mình để chia sẻ lên trên cộng đồng cho quý khán giả như quý Mạnh Thường Quân biết. Cũng mới cái mong muốn thì kết nối được với nhà hảo tâm để giúp đỡ cho chị và bé. Chị có cái mong muốn thì không muốn chia sẻ đến mọi người không? Muốn này là mình có được số vốn để nuôi con mà muốn bán. Em nuôi con vậy đó. Ừ. Giờ mình đâu mà mơ ước có tiền mình nuôi con cho đi học rồi tới lớn chữ nghĩa với người ta để khổ như mẹ nữa. Ồ, chị sợ là sau này con khổ giống chị hả? Chị cái mong muốn của chị thì có ít tiền để lo cho con thôi chứ cũng không có mong muốn gì cho bản thân mình hết. Mong muốn bản thân già rồi. Già rồi. Già còn gì nữa rồi người. Có mong cho con có tiền đi học vô ngồi với mẹ để này kia mình mẹ có số tiền mình đi sinh hoạt làm có tiền để mở cái gì ra buôn bán gần gần đây ha này này kia kẹo bánh mong mọn bánh đó dạ cho con ra có đồng ra đồng vô cho con mới sốc dạ để ở đây nó có tiền cho con nó có cái gì đâu sốc. Rồi, tụi em cũng hy vọng ha, hy vọng thì khi mà chia sẻ lên thì nhận được cái tình thương từ quý nhà hảo tâm ha. Nhìn chị rất là thương, lúc nào cũng cười chứ. Lúc nào cũng cười hết, nhưng mà có khi trong bụng thì không có vui, mà ngoài vẫn cười hả. Miệng thì cười, nhưng trong lòng thì chắc buồn rất là nhiều. Thì mấy năm nay em nghĩ thì chị không có lúc nào mà vui được, tại vì cứ nghĩ đến, thôi cái gì qua được thì cho qua đi. Bây giờ con gái này dễ thương quá trời luôn. Nó vì con gái cố gắng. Còn ai mà làm gì tội với mình đó thì người đó sẽ chịu thôi chứ mình cũng đừng có thù ghét người ta hay gì đó. Dạ. Dạ. Con gái là ngồi với mẹ nè. Phải ngồi mẹ cô chú cho tiền mua bánh ăn nè. Phải ngồi mẹ chú cho tiền bánh nè. Ngồi mẹ chú cho tiền nè. Trời ơi, trời ơi, nó sợ kìa. Thương quá nha. Bữa này con thì hôm nay thì đến thăm chị thì cũng trước hết thì em cũng xin phép quý Mạnh Thường Quân là gửi cho chị 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng của chị Jimmy ở Mỹ á. Có nhờ em là đến gặp hoàn cảnh khó khăn thì cũng san sẻ một chút yêu thương. Dạ. Bây giờ em cũng xin phép chị gửi cho gia đình là 1 triệu đồng ha. Hy vọng như sau khi kết nối thì cũng tùy duyên được thêm cái tình thương từ quý nhà hảo tâm. Đây, 1 triệu đồng đây. Em gửi cho chị ha, của chị Jimmy ở bên Mỹ nha. Thì giữ rồi lo cho bé ha chị ha. Dạ, cảm ơn chị Jimmy. Chị Jimmy ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Tiền cũng lớn đó. Được 2 tháng. Thành nếu mà chị chờ tiền nhà nước thì có thể là gần 2 tháng là chị để dành. Chị mừng không? Mừng. Ở đó giờ đâu có tiền đâu mà. Rồi khi mà chị nhận được cái đồng tiền lâu rồi, bao lâu rồi mà chị chưa được nhận cái số tiền 1 triệu như vậy?
Bình thường là nhận 500 mỗi tháng. Dạ, có 500 mỗi tháng. Có ai cho từng cho mình số tiền 1 triệu, 2 triệu chưa? Không có đâu, không có đâu, cho 100 ngàn, 200 gì đó. Cái đâu có số tiền lớn mà đâu. Đối 1 triệu thì bình thường thì không có nhiều hết. Nhưng mà đối với hoàn cảnh của chị á, có khi đây cũng là một cái số tiền để có thể ăn được 1 tháng, 2 tháng như thế nào. Để dành cho con, có khi bệnh đau nữa. Đúng rồi, bệnh đau rồi. Thì hiện tại nó mua suốt để dành, nó bệnh có tiền chứ mượn ai mình đâu có thể cho. Đâu cho mình mượn đâu, đâu có trả. Thấy chị như vậy thì người ta mượn mình ít ít thì có được. Người nhiều quá thì ta cũng mượn lo. Mượn 50-30 ngàn thì cái gì chắc đó cho mượn đó. Dạ. Nhiều mà đâu có cho đâu. Dạ. Cho lấy gì trả, đâu có tiền trả. Nhìn chị bốn mấy tuổi mà còn rất là trẻ. Rất là trẻ. Ví dụ như khi mà tụi em chia sẻ lên có một người nào đó mà muốn kết bạn với chị hay gì đó, chị có chịu không? Hả? Sao vậy? Thôi già đã gì con. Từ chối luôn chị ha. Sợ luôn hả? Sợ cả đời luôn. Ừ. Kiếm thêm một người nào đó san sẻ với mình cái gì. Thôi già rồi về thì đó, mà món tuổi già thì chăm sóc lẫn nhau. Con có con nói con đứa đi nữa. Đi nữa chứ tôi chứ tự gặp chắc thiệt. Bây giờ chị cũng không tin vào tình yêu nữa. Mất mất niềm tin vào đàn ông luôn hả chị? Tin đàn ông mà. Mất sự kỳ vậy chị? Mình phải mở lòng chứ chị. Thôi mình phải mình đi được đâu, đi đứng ra đâu. Què quặt về ta cũng gạt bỏ nữa hả, mất công ở vậy đi. Biết đâu cái duyên của mình đã tới rồi cái người ta đem lại. Thôi không biết cái đâu. Phải là lặng lặng đồ á thì còn nói rồi có duyên cái đồ. Còn què quặt nó tới lấy lui ai mà nuôi mình đâu mà dạ. Mơ mộng chi. Tại vì chị đã bị gãy đổ một lần rồi. Sốc quá nặng. Bị sốc rồi, bây giờ không có tin ai nữa hết. Không có tin ai hết. Sợ sợ dấp ngã tiếp. Thôi chị cũng cố gắng ha, cố gắng để giữ gìn sức khỏe rồi lo cho con ha. Hy vọng thì chị em mình có duyên, như anh em đây có duyên thì sẽ tiếp tục đến thăm chị ha, một lần nữa ha. Dạ, vậy em chào chị nha. Dạ, chị gắng giữ sức khỏe nha chị nha. Lúc nào chị cũng tươi cười hết. Có tập lên máu. Lên máu. Lên máu hả? Chị cũng phải cũng vậy là mình phải giữ sức khỏe, giữ thuốc không? Mình phải mình phải uống thuốc hàng ngày để lên máu. Nuôi ngày nào con ngày nào hay ngày nấy chứ biết sống ngày nào. Ngày nào thì hay ngày nấy. Nuôi những ngày nữa. Qua video thì cũng cảm ơn chị Jimmy ở Mỹ rất là nhiều ha. Thì cũng đã gửi cho gia đình 1 triệu đồng. Trước mắt là như vậy đi thì hy vọng thì sắp tới đây thì khi mà tụi em đăng tải thì lại có tin vui ha chị nha. Rồi em chào chị. Dạ dạ. Con cảm ơn mấy chú nè. Cảm ơn chú, con cảm ơn cô đi, cô cho tiền mua bánh kìa. Cảm ơn cô Jimmy. Jimmy. Ừ, cô Jimmy cho tiền con mua bánh. Cô có nhiều sức khỏe. Ồ, giỏi vậy đó hả? Con chúc cô có nhiều sức khỏe ha. Thường là dùng. Cảm ơn mấy chú đi. Cảm ơn mấy chú đi con. Cảm ơn không? Cảm ơn mấy chú không? Cảm ơn mấy chú đi. Nữa thì làm sao mấy chú mà có duyên cô chú lại thì chú mua bánh cho con. Con cảm ơn mấy chú đi. Mấy chú. Con tên là My, 4 tuổi, 4 tuổi ở nhà. Từ nhỏ tới giờ là không biết cha, không nhắc gì tới cha. Có nghiệp, nhìn thấy thương á. Thấy rất là xinh xắn luôn mà. Nhìn chú cái nè, nhìn chú chú chụp hình cái nè. Ô, đẹp gái quá, nhìn đây. Nhìn chú chắc nó hạnh kìa. Kìa, nhìn cười chú cái này. Cười chú này còn mẹ cho. Duyên cái đi, làm duyên cái. Ui, sao mất cây găng rồi? À, mất tiêu cây găng rồi. Trời dễ thương. Sao ăn phải không? Chuyện nào ăn? Thương đó nha. Nè con nhìn đây nè. Dù dữ lắm á. Nhìn chú cái đi. Dù dữ lắm mới vào để quay được một đoạn cả nhà. Thương quá. Cho con làm xấu cho chú coi coi. Làm xấu cho chú coi coi. Trời ơi. Gì? Làm xấu cái khác này. Số 1 luôn, đẹp gái. Đấy, tiền đẹp gái. Rồi thôi, chào chị nha. Cảm ơn.